xin chào bà cô chú anh em và các bạn nha. Và buổi sáng gia đình Thủy đang ngồi ăn sáng cuối tuần nè. Hôm nay là thứ bảy cho nên được ngồi ăn sáng cùng nhau và coi tivi ha. Đây là dĩa của Alison. Còn đây là dĩa của Thủy nè. Đó. À, cái này phải là tay chiên và hột gà nhà Thủy. Ở đây thì heo, heo nhà Thủy luôn. Này của Daddy. Của Daddy ăn gần hết rồi. Ai xe à Lily. Lily mới ngủ dậy cô đầu tóc Lily kìa. À của con hả? Đây nè, Lily nói cho con ra đồ ăn của Lily đó. Lily rồi, xin chào bà cô chú đi con. Xin chào bà khách chú, xin chào các bạn. Giỏi quá. Cảm ơn Lily nha. Good morning, sweetheart. Good morning, mommy. Good morning, baby. Sáng buổi cuối tuần cho nên lì lát lắm mọi người. Cuối tuần hả? Vậy hả? Cuối tuần cho nên là cứ là lì lát, ngồi ăn từ từ và nói chuyện, uống cà phê. Để mỗi ngày á, ngày nào cũng phải hả? nhanh lẹ lẹ đó mọi người, cho nên là number two, but we don't watch number one yet. Oh yeah? Oh, we didn't go number one. You ripped it from our father's core. Okay, I feel like maybe I should be writing all this down. The powers, child. Your world will not survive this. Oh no! You want these powers? Come get them! This yeah, one. I need to go number one. Mm-hmm. When it come out? March. March. Giờ đi vô Home Depot mua đồ, bà cô chú ơi. Ăn sáng xong rồi bắt đầu đi mua đồ về nhà. À, là hôm nay vợ chồng thì đi mua cái này là mình gọi cái bồn tắm, cái đổ để mình ngâm nữa. Ở dưới nó bị hư rồi. Cho nên bây giờ mua cái mới về đổi mọi người ơi. Đó, vợ chồng thì lựa là bây giờ chỉ mua cái ở dưới thôi ha. Rồi xong rồi mấy bữa nó chạy ra mua cái ở trên. Đó. Làm nhà ở thay đổi từ từ. Mới đổi hết hai cái toilet mới rồi đó mọi cô chú. Thôi mấy trăm. Rồi bây giờ mới đổi thêm cái này nữa. Rồi. Bây giờ trả thôi mọi người ơi. À, bây giờ cả tính tiền ha. Đây. Mua cái này. Tất cả là hết nhiều ta. Tất cả là 300 mấy đô. Rất là rẻ quá mọi người. À, phải đổi từ từ á. Một tháng một cái, một tháng hai cái gì đó. Nhà là phải thay đổi của đồ vậy đó mọi người ơi. À, cuối tuần thì chồng Thủy bận rộn vậy đó. Rồi hai đứa. Trời ơi, bây giờ mua xong rồi về nhà thôi mọi người ơi. Đây là 344, tiền thuế là 25 đồng. Tại vì mua ở trên Washington á, bên Washington. Từ ở nhà Thủy chạy qua cái cầu là Washington. Nhưng mà nó gần mọi người. Tiền xăng cũng vậy rồi, đi xa không có tới. Cho nên là thôi quanh đây mua luôn nè. Đây, ông bà cô chú ơi. Hôm nay cuối tuần. Đó. Ra làm chung với nhau, cuối tuần là gia đình thì lúc nào cũng ra làm chung với nhau vậy nè. Ăn sáng xong rồi coi tivi chút là ra làm chung với nhau. Bây giờ Lily đang phụ đó đi nè, đang phụ ông xã thì nè. Đó. Còn ái đây xịn bên kia đang đang là xúc đồ ăn cho heo bò đó mọi người. Đó, buổi sáng nhà Thủy ha. À, vòng vòng nhà Thủy là đây. Không gì lạ hơn là mấy chú vịt. Đi vòng vòng. Có một con vịt trắng này, nó mê con vịt nâu này. Nó đi theo suốt luôn mọi người. Đi theo suốt luôn, thành đôi thành cặp luôn đó mọi người. Đó. Còn bên kia kìa đó. À, có nhiều người có bạn hỏi Thủy á. Thủy ơi, em trứng gà trứng vịt nhiều quá, ăn béo lắm, mập lắm. À, dạ em không có ăn hết đâu. Em bán á, cái này là em có bán trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng cho mọi người á mà. Nhưng mà cô chú, lâu lâu thì em lên thành phố em bán. À, chứ em không có ăn hết đâu, tại nhiều lắm.
bán để lấy tiền mua dịch đồ ăn thêm cho ngỗng dịch á, ngỗng dịch gà, rồi mình có mình ăn luôn đó. Thì ở nhà em làm thấy làm vậy đó, thì phụ giúp thêm ông xã chút, nếu mình làm được thì mình làm đó, tại vì ở nhà ngồi công cũng không có tốt quá, cho nên mình vận động một chút, tại ở đây là xứ lạnh á, không có vận động á, trời ơi không có được hả. Với lại Thủy là cái người rất là dễ mập luôn, dễ béo phì lắm đó, mọi người lúc nào cũng thấy mà mùa đông vô là Thủy lúc nào cũng hả thấy mập hơn mùa hè phải không đó, tại vì mùa hè ở ngoài khô ráo rồi Thủy chạy bộ rồi Thủy tập thể dục rồi Thủy làm ở ngoài nhiều quá đó, cho nên nó cũng đỡ. Nói chung mình vận động mọi người ơi, này à, cô lấy lì kìa. Đó, mọi người nghe nhà Thủy không, này là tiếng ngỗng tiếng dịch không à. Này gà thì nó chỉ gái buổi sáng thôi đó. Nó nằm mà nó ồn rồi mọi người ha, con ngỗng mà nó ồn ghê, sợ là ồn ha. On a nightly basis. Gà ăn xong rồi vô á mọi người, có những giờ nó nằm nó bỏ. Chiều chiều thấy gà thì lụm trứng tiếp. All the way out, but out enough that he chases the bear back up. Chị leo lên. Chị leo. I want to get the far away. À, con muốn nó đi xuống hả? Để nó đi ấy xong rồi đó giúp con. Chờ chút đi nè đó. Đây chút đi ha. Leo lên coi, con leo lên đúng rồi. Nhúng nhúng nó xuống, còn nhúng 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 nó xuống con gái. Nhờ đó, giỏi chưa đó, đúng rồi đó. Đúng rồi đó con gái. Giỏi quá, trời giỏi chưa. Yeah, chú dịch có thể nữa mọi người. Đó, gà ăn cỏ thương ha. Này. Đó, dịch nhà thì rất là héo phì luôn. Ở bên kia thì có một chú gà lẻ loi, một cô gà lẻ loi. Đó, cứ thả ra vậy. À. Nó thả ra vậy cho mấy chị ăn cỏ thêm. Nhưng mà mùa hè đó là phải phải có một cái chỗ cho mấy chú vịt, chứ để vậy là không có được. Ăn hết rau cải của thị mọi người. Rồi. Ra hả? À hả? Bây giờ chồng thị sẽ đào phai lang tây ha, phai tây. Nói phải làng tày, phải tay mọi người, ta biết sao không? 2-3 bữa nữa sẽ có tiết rơi dữ lắm, nhiều lắm. Cho nên bây giờ phải đào phải làng tay lên nè. À, đào cái nào được lên nè, tại vì vợ chồng thì không có ấy nhiều lên nè. Không có đào nhiều lên, bây giờ ra đào tiếp. Cái này là mình trồng hồi lúc mùa hè đó, bà cô chú. Không, hồi lúc mùa hè cho nên là bây giờ... À, cho lấy lời giá xin lụm phải làng tay. Ê, lấy lời con đi ra cho đó đi, đào thêm đi con. Nha đó. So, này. Đây nè. Đó. Đào lên vậy. Ồ, quá trời luôn. Đất ở dưới nó ướt quá, trời ướt kìa. À. Nên là hả, ở dưới đây nè mọi người, còn hai hàng khoai lang. À, hai hàng khoai tây. Còn khoai lang năm nay thì trồng thất bại rồi mọi người ơi. Khoai lang năm nay trồng thất bại rồi, nghiên cứu năm sau. Chứ bây giờ thì cũng không có biết trồng nhiều khoai lang á, khoai lang mình á, cho nên là không có thành công. Đó. Rồi bây giờ nhớ chồng thì đào lên nè. Đó. À, cũng đào lên. Quá trời coi coi. Củ nào cũng nấy nó bự. Mấy chắc con. Nhớ. Oh, yeah. Bự quá con, cái to quá trời to luôn à. Bây giờ đào hai xô này nha ông bà cô chú. Đào được hai xô này. No baby, that's good, that's all. And not. It's okay, we don't need that. Đào hai xô này, đầy hai xô này là được. Đó. Mà khoai lang tây này là, khoai lang này là khoai lang đỏ nha ông bà cô chú. Khoai lang đỏ cho nên hả, rất là ngon luôn. Nè đó, hồi lúc Thủy trồng mùa hè xong rồi Thủy cứ để vậy đó. Mình để dưới đất vậy đó, mà không có hư, không có thúi gì hết trơn á ông bà cô chú. Cái đến chừng khi nào mình ăn thì mình ra mình đào lên thôi. À, không cần đào để vô hết để đem vô nhà, tại đem vô nhà đó
hết thì mình ăn không kịp thì nó sẽ mọc rễ. Khi mà nó mọc rễ rồi á, mình ăn không có tốt lắm cho cơ thể á. Cho nên là mình để đó. Khi nào mình ăn thì mình ra mình đào lên không bà cô chú đó. Nha. Cho em đi con đó. Này đào thử coi hai đường, một cái đường xuống. Nè. Kê lấy lấy đi cho con. Kê đó. Wow. Potato. Yeah, a lot more. À. Nào con, mời mẹ coi coi. Nào. Potato. Uh-huh. Yeah. Bi lấy cái bự bự đó đi con. À ha. She like everything is small. Either we go get cockles, she can pick up every small cockle. Well, probably a lot bigger than her than it is. You have fun, baby? Yeah, I think so. Yeah. It's very fun, huh? You like it? Yeah. All right. Oh. Nè con. Nè, đợi, đợi, đợi. Ê, kìa con. Lấy đi. Lấy nhiều nhiều vô. Đào hết luôn. Nè, đó, còn mấy cái nhỏ nhỏ đó con. Đó. Dạ. Yeah, I don't know why red potatoes do that. They just rot the seed. Guy, guy. Nick one. Well, they're missing a bunch, honey. Oh, yeah? I think. Oh, just little guys. Little guy. Up. Pick these up so we can control where they grow. Oh, look at these. They're sweet potatoes. Hi, con. Yeah. Vui mọi người ơi. Mùa đông mà cũng ra làm vườn một chút xíu rồi rất là vui luôn. Gia đình thì rất thích làm vườn nha mọi người. Rất thích làm vườn cho nên là ra làm và mấy đứa nhỏ rất là thích, mấy nhỏ rất là vui. Nè. Nhưng mà ngập một cái này Oregon là quê hương xứ sở của ông xã Thị á. Cho mà nói mà dọn đi cũng hơi khó. Ổng cũng phải suy nghĩ nhiều lắm mọi người. Tại vì ở đây á là bạn bè học từ nhỏ nè, rồi anh em nè, dòng họ, cô chú bác đồ nhiều lắm đó. Cho nên là thích ở những nơi nóng nóng như... Oh my god, look at that. Oh my god, it's so big. Wow. Very big. Potato. Up and then I'll start digging more. I hear something. Yeah, boy, you go. Wow. No, no, no. I said, hurry up. It's okay. Lay later. We're going inside. Wash your hand. Don't worry about it. There's potatoes everywhere. More there. Oh, Lily, giỏi chưa? Hey, you just lấy cái đi con. Này đó. Oh yeah. Quá trời. Quạt 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 quạt. Á xanh, đi lụm đi con, lụm thêm chút giúp đó đi đi. Hả? No, check the ones that are rotten so the birds can eat them or we can throw them to the nó đào được phải là phải tay lên là we didn't get covered enough with straw. And they froze. And those are the ones that are rotten. Chồng thì nói hả, mình không có bỏ cái drum á, mình không có đắp drum đủ lên đất cho nên tiếc cái phai lang, cái phai tây á nó bị thúi, có cái nó bị thúi mọi người. Mình để ở dưới đất vậy mà tiếc á thì mình phải đắp drum lên, đắp drum lên trên, để không là nó sẽ bị thúi. Đây nè. Mọi người. A lot of potatoes. Wow. Yeah. Quá trời luôn dạ. Đã chưa? Rồi ơi. Bỏ vô đây con, bỏ vô bucket đây con. Đây nè. Ôi, bự chưa? Kéo ra, đào ra.
quá trời, ba cụ to. Đây nè, lụm vô đi con, lụm vô, lụm bỏ vô đó đi con nè. À, áo xanh. What are you doing? Most of the potatoes you've thrown just rolled away. Bỏ vô đó đi con. Oh, con cái. Oh, con nó bự ra trời. Quá trời. Walking on potatoes. Hey. You're walking on potatoes again. Rồi. Đào đi, đào đào lên. Woo. They have two more here, huh? There's one more row right here. No, no, right there. Yeah, two more in this row. Uh-huh. Mommy, huh? Potatoes. Here you go. You're walking on potatoes. I'm sorry. Oh, yeah. Hi, girl. Pick up. Lụm lên đây con. Lụm hết lên. We grew a lot of red potatoes this year, huh? Yeah. Yeah. That's nice. Red potato, potato good. It's so soft. More. Uh-huh. Uh-huh. Bỏ vô đây con. Có này nữa nè, xin lên đây. Nè, không rồi. Gì vậy? Yeah. Good job, Delilah. Yeah, baby. Chồng Thủy đang nói chuyện với em chồng Thủy á. Cái cháu chồng kêu tên của cậu á. Cái đầu kêu tên của cậu. Cậu ơi, cậu ơi. Đào tiếp đi con. À, lụm tiếp. Không sao đâu, hồi vô mẹ gửi tay cho. Whoa. Oh, a lot. Go girl, go girl. Rồi, lụm hết đi con. Hả? Anh cũng không ơi. Nè. Ây da, ây da, ây da. Yeah, good pair. Oh. Lụm hết vô cho mẹ, lấy lại lụm đi con. Yeah. Bây giờ thì phải mở nước rồi. Để rửa hai tay nè. Nè. Nè, sình quá trời. Nó nằm dưới bếp nè. Nó nhiều sình lắm đó. Tươi chưa? Này, nhà chồng cho nên là ăn cái vị nó ngon lắm rồi nè. Nói chung là ở thôn quê nghèo nhưng mà ăn uống thì rất là tốt. Tại mình tự trồng á. Đây là nhà này kia mình tự làm, tự trồng nữa, mọi người bắt đồ, rồi trứng gà, trứng vịt rồi mọi người. Cho nên là đó. Ừ, bắt thấu nha. Đó, trời bắt cá rồi. Xình. Thủy cảm ơn ông bà cô chú anh em và các bạn nhớ cái kênh nào của Thủy nha. Nhưng mọi người thương Thủy cho Thủy một like, một share, nhắn một tí ủng hộ Thủy nha và cô chú. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, an lành. À, mấy con ổng của Thủy nó ồn quá mọi người ơi. Nó ồn dễ sợ ồn luôn á.